Phạm Minh. Wow! Một tình huống đá rất đẹp của Phạm Minh Đức. Rất bất ngờ sự biểu diễn đến từ một người đánh đầm. Và bây giờ là những tình huống đánh đầm. Anh Đức chắc chắn. Họ là ai? Xin chào mọi người, tôi là Phạm Anh Đức. Tôi đến từ Hà Nội và Giant Team là đội của tôi. Đến với giải đấu thần võ lần này, chắc chắn tôi sẽ làm tốt vai trò nhân vật phản diện của mình. Và bây giờ là sự xuất hiện của Phạm Anh Đức với cái biệt danh là Xoáy Nước Sông Hồng. Phạm Anh Đức đến từ Hà Nội là một người nhỏ bé nhưng đến từ một team có tên khổng lồ, Giant Team. Wow, như vậy là Phạm Anh Đức sẽ là một anh chàng tí hon đứng trên vai người khổng lồ, hay chính bản thân của anh ta mới thực sự là một người khổng lồ thì chúng ta sẽ được biết ở trong cặp trận thứ hai này. Và Phạm Anh Đức đã xuất hiện trên võ đài của GMA. Thái độ rất tự tin, nhập cuộc phải nói là cực kỳ tự tin đến từ Phạm Anh Đức. Tôi là Vũ Hải, tôi đến từ câu lạc bộ Tiger MMA. Tôi đến với giải đấu này để chứng minh mình mới thực sự là thần võ. Tiếp theo đây, xin một tràng pháo tay thật lớn dành cho Vũ Hải, võ sĩ đến từ võ đường Tiger MMA. Điều đặc biệt của Vũ Hải, võ sĩ trẻ này, đây là lần đầu tiên anh có một trận đấu MMA và môn võ anh theo học để thi đấu tại MMA là Karate. Với Karate thì rõ ràng là những đòn hít thở sẽ là trong những cái điểm mạnh, những đòn đánh đến từ nội tâm, nội công của anh ta có lẽ cũng sẽ cái điểm mạnh đến từ Vũ Hải. Và để coi anh chàng sinh năm 1990 sẽ có một trận đấu như thế nào. Trận đấu MMA đầu tiên của Vũ Hải. Thưa quý vị, võ sĩ ở bên góc đài màu xanh là một thành viên của Giant Team Việt Nam, sinh năm 1996 với chiều cao là 1m70 và anh đến từ Hà Nội. Thành tích chuyên nghiệp: huy chương đồng giải vô địch các câu lạc bộ Jiu-Jitsu toàn quốc 2024, huy chương vàng Jiu-Jitsu Malaysia Open 2024, huy chương vàng Jiu-Jitsu AGP Bangkok 2024 và một trận thi đấu MMA chuyên nghiệp, và đó là Xoáy Nước Sông Hồng, Phạm Anh Đức. Đối thủ của Phạm Anh Đức là một ẩn số mà anh cần phải giải trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì chúng ta có rất ít thông tin đến từ tay đấm này. Võ sĩ đến từ góc đài đỏ là đại diện của Tiger MMA Club, sinh năm 1999 và sở hữu chiều cao là 1m70, và anh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thành tích thi đấu một trận MMA chuyên nghiệp, và đó là Vũ Hải. Thưa quý vị, cả hai võ sĩ đều có chỉ số cơ thể như nhau. Cả hai võ sĩ đều chỉ thượng đài đấu trường MMA chuyên nghiệp đúng một lần. Vậy thì lợi thế sẽ thuộc về ai đây? Câu trả lời sẽ có trong ít phút nữa. Và ngay sau đây, cho phép Hiền Ngô xin được mời vị trọng tài, người sẽ điều khiển trận so găng ngày hôm nay. Xin mời ông Nguyễn Văn Hùng. Đánh đúng luật, nghe gọi là trọng tài, chạm găng. Chúc may mắn về góc đài.
Cảm ơn các bạn khán giả và chúng ta hãy cùng quay trở lại với cặp thi đấu thứ hai ngày hôm nay của giải đấu GMA Thân Võ Việt Nam. Và đây chúng ta đang được chứng kiến trận đấu hạng cân nặng nhất tại GMA, hạng cân 68kg giữa Phạm Anh Đức đối đầu với Lê Minh Hòa. Cả hai đang có những cái dấu hiệu thăm dò lẫn nhau. Với Vũ Hải thì chúng ta đang thấy rằng những cái tình huống thiên về đá nó đúng rồi cái điểm mạnh võ thuật karate mà anh ta học. Và chúng ta đang thấy Phạm Anh Đức đang đánh đứng với đối phương. Cũng chia sẻ với chúng tôi, Phạm Anh Đức là một đại tím Jinjutsu và anh vẫn chưa thể hiện một tình huống đánh nằm nào cả. Nhưng hãy nhìn vào cú đá chẻ vô đồi của Phạm Anh Đức kìa. Anh ta muốn tấn công bằng điểm mạnh của Vũ Hải thì phải. Có lẽ Phạm Anh Đức muốn trận một trận đấu bằng knockout hay chăng, khi anh không lôi đối phương xuống mặt đất yêu thương của mình. Có lẽ như là những cái con bài chiến thuật đến từ Phạm Anh Đức sẽ chưa được tung ra. Ở hiệp thi đấu đầu tiên, anh ta sẽ tiếp cận bằng những tình huống đá cao của mình. Sức ép là quá lớn đối với Vũ Hải, thì Vũ Hải đang nhận cơ số đòn đánh đến từ Phạm Anh Đức. Về kinh nghiệm MMA đến từ cho cả hai võ sĩ là ngang bằng nhau. Nhưng hãy nhìn về Phạm Anh Đức, anh ta đã từng thi đấu rất nhiều những cái giải đấu chuyên nghiệp khác nhau rồi. Anh Linh ạ, Phạm Anh Đức đã có một trận mở màn MMA đầu tiên trong cuộc đời mình cũng trong tháng này. Và bây giờ một tình huống đá rất đẹp của Phạm Anh Đức, rất bất ngờ, sự biểu diễn đến từ một người đánh nằm. Và bây giờ là những tình huống đánh nằm, Anh Đức chắc chắn có một tình huống vẻ đối với Vũ Hải hay không? Liên tiếp là những tình huống đầu chảo phải của Vũ Hải. Nó không đủ đâu, Phạm Anh Đức. Như vậy là quyết định trọng tài là kết thúc rồi. Bất ngờ! Anh Đức đá thua. Bất ngờ, người đóng thế Vũ Hải. Sự bảo hiểm đối với Phạm Anh Đức. Phạm Anh Đức đã bảo hiểm đánh đường về Vũ Hải. Và ở trong một tình huống biểu diễn, anh đã thua trận đấu knockout đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Rất bất ngờ thật sự là như vậy, khi mà chúng ta có thể thấy rằng Vũ Hải đã tận dụng được sai lầm lớn của Phạm Anh Đức, khi mà Phạm Anh Đức gần như là để hở ra bất những cái điểm yếu. Khuôn mặt của Phạm Anh Đức không có bất kỳ một tình huống phòng vệ nào cả. Quý vị, ở trận đấu thứ hai, tôi phải nói rằng đó là hai từ bất ngờ, không phải là bốn chữ, vô cùng bất ngờ. Và ở 1 phút 47 giây hiệp đấu đầu tiên đã có một chiến thắng bằng knockout kỹ thuật dành cho Vũ Hải.